Những môn thể thao tại SEA Games 32 khá xa lạ với người dân Việt Nam. Phần 1. Jet Ski, hay còn gọi với cái tên là mô tô nước, là cái môn mà chúng ta hay lướt sóng bằng cano mỗi dịp hè đến đấy các bác. Môn này thì Campuchia đã từng giành huy chương vàng ASEAN 18 đó nha. 2. Khúc côn cầu, môn này thì chúng ta xem nhiều ở mỗi dịp Olympic hay là ASEAN rồi, nhưng mà khúc côn cầu trên cỏ thì cũng khá được ít xem bởi người Việt Nam. 3. Floorball, bóng sàn. Môn này thì cách chơi thì cũng khá là giống với lại khúc côn cầu, nhưng gậy với bóng thì có vẻ là hơi khác, có bóng bằng nhựa, có lỗ, nói chung là cũng rất là đáng xem ấy. 4. Tetball, môn này chắc chắn là rất thú vị khi mà các siêu sao bóng đá cũng hay tập luyện môn này để giải trí này, vui đùa hay là khoe skill. Nhưng đáng tiếc là 4 môn thể thao mà Golden Star Warriors kể trên thì Việt Nam đều không đăng ký tham dự các bác ơi. Những môn thể thao tại SEA Games 32 khá xa lạ với người dân Việt Nam. Phần 2. 1. Cờ ốc, hay còn gọi là cờ Khmer. SEA Games năm nay thì nước chủ nhà Campuchia đã loại bỏ môn cờ vua để đưa vào môn cờ truyền thống của đất nước này. Ở Việt Nam thì cờ ốc hay được chơi bởi các cụ ở tỉnh Sóc Trăng, các cụ mà làm ấm nước chè có mà chơi cả ngày. 2. Vượt chướng ngại vật, môn này khả năng hấp dẫn chỉ sau bóng đá thôi. Nếu mà ai đã từng xem chương trình Không Giới Hạn Sasuke Việt Nam thì hình dung nó cũng dạng dạng như thế. Môn này không phải cứ tô khỏe là ngon, mà là sự bền bỉ, dẻo dai và pha chút mưu mẹo mới là nhất. Môn này tiếc là Việt Nam cũng không tham dự các bác ơi. 3. Bokato. Bo có nghĩa là đánh bại, tô là sư tử. Bokato là đánh bại sư tử. Đây là môn võ cổ truyền của người Khmer từ khoảng 1700 năm trước. Nó được gọi là Bokato vì ngày xưa thì có con sư tử vào làng. Thế là có người chiến binh xuất hiện với chỉ một con dao và hạ ngục con sư tử đó bằng một cú lên gối.